Theo ông Kaak, tổ chức cấm vũ khí hóa học có thể hoàn tất việc vận chuyển các vũ khí hóa học ra khỏi quốc gia Trung Đông này trước cuối tháng 4. Syria cũng đã nhất trí lịch trình 60 ngày để thúc đẩy và tăng cường quá trình này. Theo lộ trình tiêu hủy của Syria do Hội đồng Bảo an, Hội đồng điều hành tổ chức cấm vũ khí hóa học thông qua hồi tháng 11 năm 2013, thì hầu hết các loại vũ khí hóa học nguy hiểm nhất tại Syria phải được tháo gỡ và tiêu hủy trong giai đoạn từ giữa tháng 12 năm 2013 đến giữa tháng 3 năm 2014. Một số loại vũ khí khác sẽ được tiêu hủy bên ngoài Syria vào tháng 4 năm 2014 và sẽ hoàn tất công việc này vào ngày 30 tháng 6 tới. Theo ông Kaak thì tới thời điểm này, gần 1/3 số vũ khí đó đã được dỡ bỏ hoặc là tiêu hủy.